Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Săn Bắt Ẩm Thực Vùng Quê nha. Em đang đi tìm chồng đây. Nằm đêm về bây giờ đi quay video cho chồng. Giờ em đang đi tìm chồng mà chưa nhìn thấy chồng đâu. Quay đây thấy đàn mèo đẹp quá đây. Quay cho mọi người nhìn nha. Mèo. Yêu chưa này, con kia đang có bầu mà nhỉ. Đấy, cho con kia xinh nhỉ bà nhỉ? Con này đẻ 6 con này. Ủa, bọn này có màu lông đẹp không này? 4 con. Ở nhà đẻ 4 con. Con kia màu nông giống mẹ nó chưa kìa? Ừ, hả? Con kia. Con đen có chửa. Con đen kìa bà? Ừ, con đen đang có chửa. Vâng. Con anh ạ. Con. Xem gì? Dúi á? Thế á? Chưa? Đâu, em xem nào. Dúi á? Nuôi dúi trong này bà? Con dúi hay con nhím? Cho em xem con dúi một tí nào anh ơi. Đâu? À, hôm nay em mới được trải nghiệm mô hình nuôi dúi. À, dúi này à? Ừ nhỉ. Ở đây nhé, hôm nay em mới được anh xe quá rồi em nhờ trước nè. Ôi, đẹp thế. Có bế đồng anh nó cắn không? Thế á? Ừ. Nhưng mà em thấy dưới thường thường là nó hiền lắm mà. Ô, cái nông của nó giống nông con chuột cống nhum nhỉ anh nhỉ? Ơi trông cái mặt nó nghe, ê xoay em xem nào. Ờ, đây hôm nay em mới được nhìn cái cận cảnh cái con dưới đó mọi người. Ôi trông chuẩn chuẩn rồi. Ờ, thế anh đổ cái này để nó nằm mà hay là gì? Ô, nó ăn nó ỉa ra đây, không dọn lên mình đi cạy. Ờ. Ơ, thế nó đang gặm cái gì cả? Tre. Ăn tre à? Ăn tre. À, thế. Ôi, tôi cầm chính là tre. Mình bán giống rồi anh. Ờ, bây giờ thì vẫn đang nhân chưa bán. Vâng. Ôi. Ôi, thích thế nhỉ. Đấy, hôm nay em được lọt vào để trải nghiệm cái Ôi, giống dựa con chuột cống nhum của mình nhỉ. Cái màu nâu này này. Thế em sờ nó cắn không anh? Cắn đấy. Sờ cũng cắn á? Nhiều con giữ nó cắn nha. Không vấn đề nhưng mà cứ chắc ăn này. Thế á? Thế anh có bị nó cắn không? Có chứ. Thế á? Ôi trông yêu không này. Ôi trông cái mặt nó như mà trông như mà con lợn nhỉ. Đấy, ôi gớm nhỉ. Đấy. Đấy, ôi. Ôi trông chú, ôi trông chuẩn chuẩn này kìa, trông yêu thế. Cái này bây giờ khoảng từ tháng 11. Năm tháng đấy. Bây giờ có mấy tháng rồi. Quên, cứ tưởng là mèo. Úi rồi, úi rồi. Đâu? Con nào trong đấy nữa? Nhiều cá. Ôi. Ôi to không mọi người. Thế con nào là con mẹ của nó anh? Đây đây, ví dụ như trên này là mẹ. À, trên này là mẹ. Ui đẹp thế. Con này con tịch. À, ôi. Màu xanh nhỉ. À, đánh dấu hả? À. Cái đấy là anh tự sơn à? Không, mình có cái anh soi chết kia cho em đỡ bị nóa nghe. À, đó. Úi giời ơi. Thế này là mình nuôi là ít nữa là mình xuất để cho khách họ thịt thế hả? Ừ. Ủa ngon thế. Ủa trông con này. Con này là nó mập nữa hay là gì? Nó đang có bầu. Cái này có bầu. À đang có bầu hả? Đây con đẻ. Trời, yêu hay thế. Yêu thích nhỉ. Ủa trông con kia trông như con chuột con này nhỉ. Ủa con này nó cũng đang có bầu đây nữa anh. Đẻ đấy. Đẻ ba đấy. Để ba con đấy á? Thế sao bụng nó vẫn to này nhỉ? Hay là sữa? Ơi trông yêu nhỉ? Trong nuôi ý? Hả? Bỏ bác bán nuôi, mình làm gì có đồ ăn. Đồ ăn thì nó chỉ ăn tre mới ăn mía đúng không ấy? Ôi, ngô. À ngô nữa hả? Ôi. Ăn cái cây sậy ấy. Cây cỏ sậy hả? À có. Đấy, ôi. Hay không này? Hay nhỉ? Con này sắp được bán giống rồi anh nhỉ? Bây giờ. Này to răng nó đang. Này nó đọc cho khác. Đấy, hôm nay mới được vào trải nghiệm khu trang trại nuôi đúng. Đôi 4, 6, 7 con, đôi 4, 6, 7 con. Ủa? Ôi, trong cái mắt này kìa, trong cái mặt này. Anh soi kìa, đấy, ôi trời ơi. Hôm nay em mới được nhìn cận cảnh. Nhím ở ngoài kia anh.
Ôi sao từng từng ấy một nhỉ? Ôi rất là nhiều luôn mọi người. Ôi con kia trông hay không nhỉ? Nhưng mà cái giống này nó chậm hơn là chuột anh nhỉ? Trông nó cứ nù gà nù khù. Nó bụp chết chuột ra. Thế á? Ôi con này to không này? Đây là, trời ơi. Đây là cứ ghép đôi rồi cho nó để nó giống nữa. À ôi trông này. Con cái thì to nhỉ? Em ơi giờ được nhìn. Cái mà được xà cái là sướng nhỉ. Ôi trông này, ủa trông cái răng nó kìa. Nhưng mà mình nuôi này như nó to hơn cái đội dưới ở ngoài thấy nó bắt bé lắm. Đúng rồi đấy. Cái này toàn gần 2 cân như vậy. Thế là con được anh đánh dấu hả? Con được đánh dấu màu xanh này cho mình dễ nhận biết. Vâng. Nhiều thế. Ôi. Nó đứng hai này. Đâu? Đứng hai chân này. Ừ nhỉ. Ơ chắc để nhỉ. Ở trong yếu hết, trong cái mặt nó yếu hết à? À đây anh đánh dấu ngày tháng này đúng không? Ừ. Nó từ 21 tháng 2 này. Tách tách đấy mà tách ra là chuẩn bị đẻ. Thế á? Nhưng mà em nghĩ này nuôi cũng dễ hơn nhỉ. Ôi trong nó đứng một cái không này. Ê trời ơi. Ai để em chiêu cái này dễ nuôi nhỉ? Em chiêu tí nhé. Có phải cho uống thuốc đi không? Các bạn cái này nó toàn ăn tre mới ăn đấy. Ô mạ nhỉ? Ui 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 em tưởng nó cắn em này. Mình cứ ví dụ mình vệ sinh chuồng trước sạch sẽ là được. Đây nhắc em mình vệ sinh chuồng trại nó. Cứ mùa này cái. Thế cái này anh không cho uống nữa? Không. Nó không uống nữa. Gần như là không phải uống. Thế? Ê trông yêu nhỉ? Ấy đã thế em chụp kiểu ảnh. Mùa hè, nếu mùa hè thì mình cần lấy vì nó mất nước nhiều quá. Ở trong yếu không nè? Ở trong yếu vậy? Chuột vào cái chỗ nào nó có đông đông như thế? Trang trại nuôi rúi, em đang không biết là con rúi nó là con gì. Hôm nay được thấy cận cảnh thích thế. Để sang thì đông đông. Đấy, đấy vào kia, chuột vào kia. Đấy. Ui, rồi anh check cho em rồi đấy nhá, anh giữ nguyên cho em phát ạ. Ôi yêu chưa kìa. Ủa? Thế mình bán thì tầm nào mình mới bán hay là tầm, đến lúc nó trưởng thành thì mới bán? Tầm nào bán được tầm con này bán được rồi, tầm nào bán được, tầm kia bán được. Thế anh? Ví dụ như là mình con cháu mình trồng hay nhỉ? Thích xuất bán chưa thôi. Mình nuôi mà để lấy giống vào thì mình làm sao biết con được con cái được? Anh cứ cầm lên mình biết bắt lên. Ủa trông kìa, ủa trông. Ấy đúng rồi, anh soi giúp em cái đèn ạ. Ủa trông yêu không này. Ở trong cái mặt con đẻo nhỉ. Hôm nay em mới được thấy trực tiếp. Cái này nó cũng dựa như chuột đất nhưng mà nó mõm nó ngắn hơn. Ừ. Nó béo hơn. Ở trong con đẻo nhỉ, trông con lụt ca lụt cụt. Cái này ăn này. Mía này. Hay nhỉ. Hay nhỉ. Cái này là nó ăn nó thành con ra đây đúng không? Đúng rồi, nó ăn nó ỉa ra chứ. Thế á? Mình lừa thì không gọn thì để ấy. Úi giời. Ôi trông đẹp nhỉ. Cái này mà cái này nó là chỉ là ken chứ nó là gỗ chắc nó gặm hết. Ôi. Ôi. Ôi bọn này này, trông lụt ca lụt cụt này. Ô nó ăn sắn anh. Ừ, cây sắn mì đấy. Cái này nó lại chỉ ăn sắn. Ôi trông cái con kia kìa. Ôi sao nó nằm yên kia. Ôi trông con nằm tròn trùng trục trông. Khổ khả năng nó ướt nó không. Nhiều. Yêu chồng nó khi rồi con này con nhau nên con cắn rồi ở trong hay á. Hay mình nuôi nuôi ở cái đằng sau nhà tắm nhà mình á. Đây là một bọn loạt này kia là nó ỉa ghê đấy, nó ỉa phân à, thế nhưng mà bọn này nó ỉa nhiều này nhưng mà nó cũng không hơi mấy nhỉ. Thì nó ăn sạch nó cũng không hơi nhỉ. Như mèo mà ỉa thế này thì không ngửi được, đúng không? Đây là đóng kín, chứ nếu mở cửa ra nó thông gió cái này, hai con. Trời ơi, chồng. Chồng hay không nhỉ? À, con này mới đẻ. Thế anh mua giống bao nhiêu? Mua giống thì mua là 3.8 triệu một cặp to như này đấy. Thế à? 3.8 triệu. Xong anh nhân được cùng đấy á? Nhân đấy. Thế anh nhân ở đây là được mấy đôi? Bây giờ là... Không có nghĩa là cái ngày xưa mà anh gây giống là anh nhân là mấy đôi? Chục con, 6 cái, 4 đực. À. Dạ, 2 năm dài rồi. Mới 2 năm mà được như thế này. Ôi trông kìa. 2 năm mà lên giống ra rồi. Ôi trông hay thế. Ôi con kia màu nó đẹp nhỉ anh nhỉ? Đây là giống mã đào. Mã đào hả? Mã đào. À rúi mã đào hả? Ôi trông hay nhỉ. Ừ, giống này giống khác này. Nhỉ.
Đây con này là vừa đổi. Nát nào gọi cho nó quay đầu anh. Con này là anh chắc anh mới ấy. Mới bắt. Rúi ma đào, trời đất. Hay nhỉ? Hay là thiết kế nuôi đi anh ấy. Ôi trông. Đấy. Hôm nay cho khán giả cải thiện mắt nè. Cái này mình phải trông, mình phải ở đây mình trông nó không ngừng nghiện ngập nó vào rồi. Trông nè. Ông bà lúc nào trong nhà. Nhà mình khả năng nuôi ở trái nhà. Đừng nuôi trái nhà, nuôi ở đằng sau nhà tắm ấy. Có một cái hẻm hẻm mà anh vẫn để sống cá. Sao nuôi được? Ý giống hay à? Ôi to không à? Nuôi này chắc là dưỡng thích lắm. Nuôi này có thích hơn, có thích hơn nuôi mèo. Ừ. Đấy anh, ui giời, mèo mà nó ỉa thì không thể làm người đâu. Đấy, thiết kế đi, hỏi anh ấy cách chăm nom như thế nào đi, nuôi đi. Chăm thì đơn giản, ví dụ như là mình không. Nhưng mà anh có bán đâu. Rồi anh cũng phải bán chứ anh nhỉ? Ừ. Ôi trông nó cụt cụt kìa trông. Sang năm là khả năng là mình gắn. Thế à? Ôi trông con ngủ trong đảo không nhỉ? Chiều. Ôi trông đảo hết. Ôi thích thế. Thích nhỉ? Hai bát tạm mấy em này. Ôi trông này. Ô đây nữa này. Ôi giỏi đi vào trang trại rúi này thích hơn đi bắt chuột thật đấy. Nhưng là anh mới nuôi từ năm ngoái à? Từ 2 năm rồi. Thật là tuyệt vời. Có mấy đôi mà giờ nhân giống ra nhiều hôm nay. Giờ bán bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Đây, ví dụ như cái cặp này, bọn này thôi. Bây giờ là bán được 2 triệu một cặp này, hơn cân này. Thế à? Nhưng mà nó to này rồi về dễ nuôi. Về là nhanh sinh sản. Trông à? Thì bọn này được 5 tháng trong... là nuôi thêm thời gian nữa là ví dụ như là khoảng 2-3 tháng nữa là đẻ rồi. Nó đẻ được mấy con này? Đấy, ví dụ như con này 2, con kia 3 này. 2, 3, 4, 5. À, cũng như mèo ấy nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5. Thế à? Có người ta nuôi được đẻ 6, đẻ 7. Ăn nhiều. Còn ăn cả thóc nữa. Ừ, cho cả thóc. Hay thế. Này, nguồn thức ăn của nó cũng dễ rồi, cũng đa dạng rồi. Thóc này, ngô này, khoai, sắn này. Thóc ngô khoai sắn cứ để cho nó ăn sống như thế kia thôi. Đúng nước rồi. Thì không phải no rồi. Nước thì không phải no, còn đâu thì thức ăn nó có hai bệnh là che. Ừ, nó có hai bệnh không anh? Không, gần như là nó bảo là không có bệnh thì không phải. Nó có nếu mà thức ăn không, nguồn thức ăn không tốt thì nó có bị ỉa. À. Đấy, mùa trái mùa là như mùa rét là bị viêm phổi. Thế? Ừ. Mình viêm phổi nó có ho, nó có ho giống người không anh? Nó có mình lắp máy sưởi à? Không khí chuồng này kín này mùa hè gần như là không ấy. Còn đâu mùa hè thì nó hay bị ví dụ như là nhiệt quá là sốc nhiệt. Thế sốc nhiệt thì nó say hả? Đúng, nó quay cu đơ đấy. À giống như kiểu mình say nắng ấy hả? Ủa trong con kia to không nhỉ? Lại bật quạt. Ừ, thì lúc nào mình phải cái quạt bùn hơi nước thôi. À thế à? Ủa gì to như thế không nhỉ? Ôi. Thằng nào anh đang xây cái nhà kia lại thì để nhân giống ra. Anh là con rể của bà đúng không? Ừ. Nhà anh ở dưới Ngô Hùng à? Ừ, nhà mình ở ngay bên bạn đúng không? Vâng. Nhà ông bà lộ thì ở bên. Vâng. Ui thích thế, đồng con mượt nhỉ? Hay không? Ý. Hay thật, đẹp thật. Cái loại này nó cũng trưởng thành rồi đấy. Đúng rồi. Ừ, đấy, con này là hơn cân đấy nhỉ. Đây là loại này là đực, loại này là cái. Nhìn cái bọn này nó to rõ ra, nhìn chuột trông bé tí anh nhỉ. Ôi. Không ơi. Nuôi được. Đấy là con địa với tất đống núi này. Ừ, công nhận. Đây là phòng cứ mà đóng kín cửa tại hôm nay là nắng nóng, à thêm là có gió mùa đấy. Ừ. Chứ nếu mà mở 1-2 cánh ra nó thông thoáng đó là nó còn như người lạ vào thì nó không có mùi thì không đó kiểu quen mùi thì còn không thấy gì nhưng mà người lạ vào thì có hơi. Cũng có hơi một chút thôi. Vâng. Mà đây nhiều như thế này đúng không? Chứ mà anh nhân độc có mấy đôi xong mà độc có 2 năm trời mà ra rồi
100 con này nhỉ? Hơn 100 con nhỉ? Yếu thế.